Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình để chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Cũng chỉ còn nốt ngày tối mai thôi nhá, và cũng là chuyển giao sang năm mới rồi. Thì mình cũng chúc các bạn đang xem video của mình thì là một năm mới thì là an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn và thành công. Thì mong rằng là sang năm mới các bạn nhớ là đăng ký kênh, ủng hộ và mua những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ mình thật nhiều nha các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng là gì nhỉ? Hơn 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về được mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng các bạn nhé. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán. Thì ở xa mình có ship, cho nên các bạn yên tâm. Sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này, con Samsung S7. S7 này, con này là bản Hàn Quốc một SIM nhé. Con Samsung S7 này là bản Hàn Quốc một SIM. Cấu hình con S7 này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong nhé các bạn nhé. Đấy, hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này là tình trạng thì nó là màn của nó thì là hơi ám các bạn nhé. Đây, màn hình của nó thì là hơi ám một chút. Thì là gì nhỉ? Ngoại hình thì còn con này còn độ 85-90%. Đây, màn hình nó chỉ hơi ám một chút thôi. Nói chung là với tầm giá mà hơn 1 triệu thì các bạn mà mua những sản phẩm Oppo hay Redmi hay là gì nhỉ, Vivo chẳng hạn, thì các bạn có thể là cân nhắc mua những sản phẩm là Samsung S7 này, của Samsung này, hoặc là nói chung là của Samsung thì nó các bạn dùng rất là ngon, mới tầm giá hơn 1 triệu. Còn Samsung S7 màn hơi ám này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1,4 triệu các bạn nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả các bạn với giá là 1,4 triệu nhé. Con này thì là màn hình hơi ám một chút thôi, bên mình đang bán các bạn với giá là 1,4 triệu. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này, các bạn nhanh hàng mình sớm nhất, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng nhé. Và ở xa bên mình thì có ship, và hình thức mua hàng ở xa thì các bạn nhất hình thức, một là các bạn nào tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chuyển khoản trước cho mình thì mình sẽ forward ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy thì các bạn phải cọc cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm nhé. Đấy, tùy theo giá sản phẩm các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp và lỗi đổi một tuần và bảo hành 6 tháng, nên các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Đây, Samsung S7 1,4 triệu các bạn nhá. Với tầm giá 1,4 triệu, các bạn mua, cân nhắc mua Samsung hay là những sản phẩm Vivo, Oppo chẳng hạn, thì các bạn có thể là cân nhắc mua những sản phẩm là Samsung, của Samsung này. Nói chung là Samsung các bạn khỏi chê luôn, rất là tuyệt vời ạ. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con 12 Pro Max. Thì các bạn nào mà mua về để trải nghiệm ấy thì các bạn có thể là mua con này nhá. Đây, hôm nay thì hôm nay vừa mới thâu lại của khách xong. Đấy, con này là con gì chờ? iPhone 12 Pro Max. Con này là phiên bản là cao nhất của Pro Max luôn, 512GB nhá. Đấy. Đây, thiết kế rất là rồng luôn. Ngoại hình thì máy còn 90%. Đấy. Thiết kế rất là rồng đấy các bạn ạ. Đây. Đấy. Màn hình cực kỳ to, các bạn có thể là mua về để trải nghiệm, xem phim và mạng, hoặc là dùng cho hoa cũng được. Nói chung là các bạn mà dùng đây, nghe nhạc xem phim cũng nói chung cũng không đến nỗi nào. Đấy, con này với giá mình, con này thì bên mình đang bán các bạn giá là 1,5 triệu thôi. Đấy, với mức giá tầm là 1,5 triệu, các bạn có thể là sử dụng là dùng con này cho Hawaii cũng được. Đấy, nói chung không đến mức nào, dùng cũng Hawaii cũng được các bạn nhé. Đấy, các bạn cầm con này mà các bạn đeo theo cái ốp nữa, nó thật với các bạn là các bạn chả biết ai là các bạn dùng Pro Max cả. Đây, camera thì thiết kế rất là giống, cũng là nét phết ấy. Mình thấy rất là nét, ok, cam trước cam sau rất là ok. Đấy, nói chung là cam trước cam sau rất ok nhé. Mình thì đây, các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng nhé, một là 0966221789 nhá. Đây thì mình sẽ gọi luôn đấy số này. Đây số 1 này thì mình giờ làm việc với bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến là 10 giờ tối các bạn nhé. Mong các bạn là mình gọi mình đừng sớm quá hay là muộn quá. Đây là số thứ hai là 0833221789, nhà mình đúng hai số. Đây số này thì mình dùng số 2, mình hay để tại cửa hàng các bạn nhé, nhưng mà cái sim này của mình thì đang hết tiền. Đấy, 12 Pro Max này thì các bạn mua về trải nghiệm cũng được. Đây, thiết kế camera cực kỳ là đẹp. Con này thì bên mình đang bán mọi giá là 1,5 triệu các bạn nhá. Con này là hàng pha ke các bạn nhá. Đấy, thì vì mình mua bán thì mình cũng báo trước cho bạn. Đấy, không mai là các bạn lại bảo mình không nên bán hay các kiểu nào kia. Đấy, bạn nào thích sản phẩm iPhone 12 Pro Max coi như hàng pha ke này các bạn nhá, hàng thì sớm nhất nhé. Bên mình đang bán mạng giá là 1,5 triệu các bạn nhé. Đấy. Đấy. SIM con này thì nó sẽ nó có hai bản SIM nhé. Các bạn về lắp SIM thì các bạn để ý giúp mình nhé. Đây.
Đây, sim các bạn lắp mặt dưới này sẽ không được nhé. Đây, mặt dưới người ta chỉ làm giả thôi. Đây, mặt dưới ổ sim nó sẽ chỉ làm giả, các bạn lắp mặt trên nó giúp mình nhé. Đấy, các bạn lắp mặt trên này, không nhiều bạn về là cứ lắp mặt dưới này là không lắp được sim đâu. Đấy, các bạn phải lắp mặt trên nhé. Đấy. Con này thì bên mình đang bán là 1.500.000 các bạn nhá. À, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con iPhone. À, iPhone con này thì là gì nhỉ? Đấy, iPhone thì gì nhỉ? Mới vài cách đây được vài hôm thôi thì là tất cả là iPhone lock đã được lên là iPhone quốc tế các bạn nhá. Đâm đến như mình mua cửa hàng, đến mình mua cửa hàng đây, mình mua mình còn phải reset lại các kiểu ABC rất là cẩn thận nhé. Đấy, con này thì là gì nhỉ, iPhone 6s Plus, con này là phiên bản là 64GB. Đấy, đấy, phiên bản 64GB. Ngoại hình thì con này vỏ thì có hơi cũ phẩy theo thời gian các bạn nhé. Đấy, đấy, đây. Con này là iPhone, con này thì là mình đã thay pin mới 100, con này thì là main zin, màn zin. Pin con này thì là mình đã thay pin mới 100% cho các bạn đấy nhé. Đây, con này thì mình đã thay pin mới 100% cho các bạn rồi. Đấy, iPhone 6s Plus. Đấy, iPhone 6s Plus, con này là bản lock nhá. Đấy, 64GB. Con này thì mình đã lên quốc tế cho các bạn nhé. Các bạn lắp sim vào bình thường nhá, chứ không phải là lắp sim ghép với các bạn nhá. Đấy, là các bạn mà mua cái sản phẩm iPhone lock ấy, iPhone ấy, thì thời điểm này thì các bạn nên chọn những shop uy tín để các bạn mua nhá. Đấy. Không lúc các bạn mua phải những cái máy mà iPhone lock mà lên quốc tế rồi ấy, họ bán cho các bạn ấy, thì gì nhờ các bạn mà lúc mà các bạn dùng không sao, mà các bạn mà dùng ví dụ 1 năm hoặc là 2 năm hoặc là vài tháng các bạn bí tiền đi bí tiền. Đấy, các bạn bí tiền là gì nhỉ? Các bạn bí tiền thì đây, bình thường là iPhone lock thì sẽ là lắp thêm một cái sim ghép này các bạn nhé. Thì con này thì cũng mặc định của nó cũng là iPhone lock này, nhưng mà mình đã lên nói chung là lên ICC quốc tế rồi. Thì là các bạn mua iPhone lock, iPhone thời điểm này thì các bạn phải lưu ý cho mình nhé, là các bạn nên chọn những cửa hàng uy tín để mua iPhone. Thì nhất là mua iPhone thì các bạn nên reset lại máy các bạn nhé. Đây, còn reset lại máy xem là bản quốc tế hay là bản lock các bạn nhé. Đấy, còn iPhone nhà mình đây thì gì nhỉ, con này thì là bản lock nhá, thì mình bản lock đã được lên quốc tế rồi. Đấy, mình mua gì, nói chung là mình mua như thế nào mình bán cho bạn, nói chung là mình gì nhỉ, mình lên quốc tế này rồi. Một mình bình thường mình bán ra ấy, bình thường mình bán ra mình cái lắp sim này mình cho khách dùng ấy thì không sao đâu, ví dụ các bạn dùng thì không sao, mà sau này các bạn mang đi bán ấy thì là qua cửa hàng họ reset lại máy chẳng hạn, thì nó mặc định nó sẽ về là con lock, thì các bạn tự nhiên là con lúc đấy các bạn hớ ra và các bạn mất giá cực kỳ nhiều điện thoại nhá. Con này là iPhone 6s Plus lock chứ. Con này mình đã lên full quốc tế cho các bạn rồi. Đây, các bạn chỉ có lắp sim hoặc là dùng bình thường phải có cái sim ghép này nhé. Nhưng mà sim ghép này rất hạn chế nhé. Các bạn đã lên được ICC quốc tế này rồi thì các bạn chỉ lắp vào cái thôi là máy thành quốc tế luôn. Đấy, không phải sim ghép hay là gì. Đấy, mình nói chung là con này là iPhone lock chứ. Đúng là con này là iPhone lock lên quốc tế nhé. Đấy, mình sẽ báo luôn cho bạn luôn cho gì các bạn dễ ấy. Còn các bạn ví dụ mà không mua iPhone bên mình mà mua iPhone chỗ khác thì các bạn nên reset lại máy nhé. Để tránh trường hợp ví dụ mà các bạn, nếu mà các bạn đi mua máy quốc tế thì các bạn nên reset lại. Còn các bạn mà ví dụ mà người ta bảo là máy lock quốc tế thì các bạn không phải reset các bạn nhá. Đấy, con này thì là phiên bản 64GB. À, con này thì bên mình gì nhỉ, đang bán cho các bạn với giá là 2.600.000 các bạn nhé. Con iPhone 6s Plus lock 64GB, con này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.600.000. Con này mình đã lên full ICC quốc tế cho các bạn này nhá. Các bạn dùng như máy quốc tế nhé. Đấy. 64GB các bạn nhá. Rất là sướng iPhone 6s Plus 64GB nhá. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về con này là con Samsung A6 2018. Con này là bản Hàn, một sim. Màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED. Con này là màn hình của nó là Full HD cộng các bạn nhé. Thì là con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.600.000 thôi. Với mức giá 1.600.000 các bạn có thể là cân nhắc ví dụ mà mua những sản phẩm ở Vivo, Oppo hay là Xiaomi chẳng hạn, như các bạn có tầm giá 1.600.000 này thì là mình theo lời khuyên bối của mình thì các bạn nên mua những sản phẩm Samsung các bạn nhé. Samsung thì các bạn thứ nhất là cái màn hình nó đẹp hơn. Màn hình của nó, màn hình những con A6 này, màn hình AMOLED. Đấy. AMOLED mà nói chung là hiển thị hình ảnh thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, nói chung là Samsung thì hỗ trợ các cái phông chữ cực kỳ là to và sắc nét. Đấy. Đây, vỏ thì có hơi có phơi phẩy theo thời gian thôi. Đấy, nhưng mà được cái là máy chất zin chất. Đấy. Đấy, cân nhắc những sản phẩm mà các bạn mua sản phẩm mà Vivo, Oppo chẳng hạn, với mức giá tầm tiền, nói chung là đời mới nó chỉ thiết kế đẹp thôi và pin trâu thôi,
Nhưng mà những sản phẩm đời 2018 của Samsung các bạn dùng rất là sướng luôn. Nói chung là RAM chip của Samsung các bạn, nói chung là cái RAM nó RAM chip của nó dùng cực kỳ là sướng. Kể cả RAM 2GB, 3GB, 1GB cũng thể dùng rất là nhanh và mượt nhé. Không như RAM Oppo, biết hay là gì, nó dùng RAM 6TB, 8GB nó cực kỳ nhiều khi nó vẫn rất là chậm các bạn ạ. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Bên mình đang bán các bạn giá là 1.600.000 các bạn nhé. Còn A6 2018 đấy nhá. 1.600.000. Giữa với giá 1.600.000, tầm tiền 16.600.000 ấy. Các bạn cứ cân nhắc cho mình là mua những sản phẩm Samsung A6 đó các bạn nhé. Nói chung là dùng rẻ bền hơn và ngon hơn đấy. Mình khẳng định với các bạn luôn. Đấy, để nói so sánh với Samsung là các bạn Samsung ngon hơn các bạn nhé. Kể S7 thôi, S7 1.4 triệu thôi, các bạn mua những sản phẩm mà Oppo A7s chẳng hạn mà 1.5 triệu, 1.6 triệu hay là 1.8 triệu, 1.9 triệu, nhưng mà các bạn mua những sản phẩm S7 này các bạn, thì các bạn dùng sướng hơn các bạn nhé, dùng sướng hơn đấy. Đây, lót 8 thì hôm nay nhà mình về được 3 chiếc các bạn nhé. Đây ạ, lót 8 hôm nay về được 3 chiếc, một chiếc màu xanh, hai chiếc màu xanh và một chiếc màu đen này. Đấy, lót 8 này thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn thì là cấu hình là RAM, con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB, màn hình con này là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình con lót 8 này, độ phân giải của nó là 2K các bạn nhé. Nói chung là các bạn cũng đã dành rồi, lót 8 thì các bạn dùng quá là phê luôn. Con này thì là máy đẹp, ngoại hình còn 90, trên 90%. Máy cũ rồi nói 99 thì nó hơi quá các bạn nhé. Nói chung là tầm 90 thôi, 90 hơn 90% rồi các bạn nhé. Đấy, con lót 8 này của nhà mình thì con này của nhà mình thì là màn hình đẹp nhé. Đấy, con này màn hình đẹp, không ảm mối, không lưu ảnh gì. Đấy. Còn hai con này thì là màn hình của nó thì cũng gì nhỉ? Màn hình con này thì là sẽ là không ám nhá. Nó chỉ hơi bị lưu phần trên một chút thôi. Đấy. Con lót 8 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là gì nhỉ? 3.800.000 nhá. Con này thì là màn hình của nó là hơi bị lưu ảnh nhá. Phần trên này thì mình sẽ bán các bạn với giá là 3.800.000 con lót 8 này nhá, màu xanh các bạn nhá. Máy cũng 90 trên 90% nhá. Lót 8 này, 3.800.000 các bạn nhá. Và còn đây các bạn có thể là mua những sản phẩm Note 8 Samsung này, các bạn mua về chạy đơn hay nổ đơn hay chạy Grab cực kỳ tuyệt vời. Con này thì cũng mà màn hình đẹp, không ám. Nói chung là chỉ bị lưu ảnh, cũng lưu ảnh này. Lưu ảnh phần trên này. Con này thì mình cũng bán các bạn với giá là 3.800.000 nhé. Đấy. Đấy, bạn nào mà cần máy rẻ thì sẽ có máy rẻ, và cần máy đắt thì mình có máy đắt đây. Con này thì mình bán các bạn giá là 3.800.000. Và con cuối cùng đây thì là máy đẹp, nói chung là gọi là tầm 90 trên 90%. Nhưng mà kéo lại cái màn hình thì đẹp keng nhé. Đấy, không ảm mối, không lưu ảnh gì. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.500.000 các bạn nhé. Đấy, 4.500.000. Đấy, với mà mức giá mà tầm dưới 4 triệu quay về ấy, mà có màn hình đẹp keng như này thì nói chung là không bao giờ có giá đấy các bạn đấy nhé. Thì vì màn hình của nó cũng gần 3 triệu rồi, à gần 4 triệu rồi. Các bạn đi thay gần 4 triệu đồng thì các bạn nhé. Đấy, dưới mức giá mà dưới 4 triệu đồng mà màn hình đẹp keng ấy thì nói thật với các bạn là không có đâu nhá. Không có cái giá màn hình đẹp keng mà dưới 4 triệu đâu các bạn, Samsung nhá. Riêng Samsung Note 8 mình khẳng định với các bạn luôn. Các bạn mua với giá Note 8 mà dưới 4 triệu đồng mà có màn hình đẹp keng như này thì mình nói thật không bao giờ có giá đấy đâu các bạn nhá. Đấy. Đấy. Note 8 này thì bên mình đang bán với giá 4.500.000. Đấy. Và hai con này thì là màn hình lưu hơi bị lưu một chút, bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.800.000 các bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này, à lót 8 các bạn nha, hàng sớm nhất các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Samsung S8 Plus. S8 Plus thì con này thì màn hình cũng khá là đẹp nhé. Màn hình rất là đẹp này. Màn hình con này thì sáng đẹp luôn này. Đấy, màn hình con này thì sáng đẹp luôn. Cấu hình con S8 Plus này là RAM con này sẽ là RAM 4, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. RAM 4 bộ nhớ trong 64GB, mình sẽ xem con này là bản Hàn. Đấy, con này là bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Con Samsung S8 Plus này thì ngoại hình con này thì còn độ 90% các bạn nhé. Đây, hơi phải phải đây một tí thôi. Nhưng ngoại hình thì còn 90%. Con này thì là màn hình sáng đẹp nhé. Con S8 Plus này, con S8 cộng này. Con S8 cộng này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 500.000 nhá. Con S8 cộng này thì bên mình đang bán với giá là 3.500.000. Bản công ty, các bạn, bản Hàn, 2 SIM 2 sóng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 Plus thì các bạn nghe sớm nhất nhá. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6,2 inch. Độ phân giải màn hình của nó cũng là 2K nhá. Rất là tuyệt vời ạ. Đấy, 3.500.000 cho các bạn nhá. Đây, có mấy con giá rẻ đây. Con 5S này, 5S này thì là full nhá. Vân chân vân tay đầy đủ. Con này thì mình đã thay pin mới cho các bạn rồi nhá.
Con này thì là ngoại hình còn 90% này. Đấy, con 5S này. 5S màu xám này, rất là nhỏ gọn, rất là xinh này. Con này thì mình sẽ thanh lý các bạn giá là 1 triệu đồng các bạn nhá. Con này là vân chân vân tay đủ, bản quốc tế. Đấy, 16GB. Các bạn mua về làm máy phụ nghe gọi rất là ok nhá. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.500.000 nhá. Con Samsung gì nhờ, à gì nhờ, con iPhone 5S nhá. Một à gì, sorry các bạn, iPhone 5S là 1 triệu đồng nhá. Đây, ngoại hình còn 90 trên 90%. Con này thì mình đã thay pin mới cho bạn rồi. Bao các bạn là main zin, màn zin luôn. Đấy, 1 triệu đồng các bạn nhá. Con iPhone 5S các bạn nhá, 16GB nhá. Các bạn mua về làm máy phụ chống cháy rất ok. Hoặc các bạn mua sưu tầm cũng được nhá. Đây, và con này hôm nay nhà mình về con này, con Oppo. Con này là con Oppo A37. A37 thì hôm nay nhà mình lại về được một chiếc này. Con Oppo A37 thì là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Các bạn mua về làm máy phụ chống cháy rất ok. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu à gì, sorry các bạn ạ, 900k nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900k cho bạn nhá. Ô rồi, xem là còn con nào không. Đây. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này, con Redmi 3 Pro nhá, Redmi 3 Pro. Đấy. RAM 8GB, à sorry các bạn là RAM 6GB, bộ nhớ trong 6, bộ nhớ trong là 128GB. Con này là chip Qualcomm SMD 710. Màn hình con này là 6.3 inch. Con này là màn hình của nó là Full HD cộng các bạn nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này thì là ngoại hình con máy còn 90 trên 90%. Con này thì bên mình đang bán cho bạn giá là 2.900.000 nhé. Con Redmi 3 Pro này đó, 2.900.000. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy, ngoại hình rất là đẹp, màu tím tím này, tím tím đen này, 2.900.000 nhá. Đấy, chỉ với giá là 2.900.000 thôi. Các bạn đã sử dụng là RAM 6, bộ nhớ trong 128GB rồi các bạn nhá. Rất là ok các bạn nhá. Đấy. Đây, bạn nào thích sản phẩm Redmi 3 Pro này các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc, và sang năm mới rồi thì các bạn nhớ đăng ký kênh và ủng hộ nhiều sản phẩm cho cũ mình. Chào các bạn ạ nhá.